Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Binance DeFi. Để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot này bạn. Có chương trình này rớt nữa. Rồi, các bạn lướt cấp trang để đi tiếp nha bạn. 7 H E N S gửi cho bot nè bạn. Rồi gấp trái sai, đây mình sẽ tắt lại các bạn. TIAOB gấp trái sai hoài ta. B G E E K. Rồi sau khi bạn lướt gấp trái xong thì nhiệm vụ đầu tiên bạn cho anh kênh gấp kênh seller nè các bạn. Cho anh kênh gấp máy lát như ta. Rồi sau khi cho anh gấp xong bắt đắp đỡ cho anh tiếp kênh seller nè. Rồi, các bạn copy cái hashtag này follow nó nè. Follow Twitter nữa nè. Trên Twitter này các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi, bạn WhatsApp lên nè. Vào đây các bạn quit hashtag nó nè. Like chẳng mấy dưới game cũng được nè các bạn. Like nè, chẳng mấy dưới game nè. Dán hashtag nó vào cho tan dần các bạn lên vào nè. Rồi tao quit lên nè. Sau đó WhatsApp lên nè. Follow minimum nè. Đỡ cây không được mất bỏ qua. Rồi nếu minimum follow không được thì bạn bỏ qua nha các bạn. Trời ơi. Bỏ qua đi, bấm net. Bấm submit tên. Để giờ đẩy follow cái nữa được không? Không được hả? Không được thì mình bấm đón. Rồi các bạn gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì mở tại Twitter mình ra nè. Gì đâu mà kỳ. Đấy. Rồi xin tại Twitter các bạn nhấp vào ba cánh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường link tại Twitter mình nè. Sau đó gửi cho bot nè. Minimum bạn nào muốn làm nhiệm vụ thì phát IP nha các bạn. Mình làm biến quá mình bỏ qua. Tiếp tục submit link request nè. Mà làm nhiệm vụ tại Twitter và Telegram cũng được. Sao chép liên kết nè, để cho bot nè. Trời ơi, nó kêu phải follow minimum. Minimum này sao không được đó. Không được. Các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Các bạn copy nữa nè. Để mình tìm cách đó các bạn. Bạn dán vào trình duyệt của Chrome. Rồi tôi mạng. Nhiệm vụ này mình không biết luôn. Rồi các bạn về copy cái đường link minimum của nó nè. Các bạn gắn username minimum mình vào đăng nước qua bot nè. Khỏi cần follow gì chứ. Rồi các bạn dán cái đường link minimum của bạn vào đây luôn đi. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ BNB xã Machine Pet 20 với chữ chocolate. Mình lách cái nhiệm vụ follow minimum luôn các bạn. Các bạn nhớ follow minimum cộng phát ID nha các bạn. Rồi bạn bấm vào status account nè. Rồi bạn duyệt lên ghép mình chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Nhận 12.000 token.